Tổng thống Biden công bố kế hoạch giảm nợ mới cho sinh viên. Chuyên gia Mỹ nhận định tình hình ở chiến trường nóng nhất Ukraine. Nga đột phá trên chiến trường Ukraine khiến phương Tây lo lắng. Người dân Nga cầu cứu Tổng thống Putin sau khi đề vỡ. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Tại đây, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Chương trình ngày hôm nay sẽ bao gồm những nội dung sau đây. Ngày 8 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch mới nhằm giảm nợ cho hàng chục triệu sinh viên trong nỗ lực thu hút cử tri trẻ trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Kế hoạch này chủ yếu nhắm đến những người đi vay có mức lãi suất cao và những người đã trả nợ trong ít nhất 20 năm. Những người đi vay gặp khó khăn kinh tế cũng có thể được hỗ trợ một khoản tiền. Theo Nhà Trắng, kế hoạch có thể bắt đầu có hiệu lực sớm nhất vào đầu mùa thu. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang chờ đợi sự phản hồi từ công chúng cũng như phe đối lập với kế hoạch này. Ông Biden đã giới thiệu kế hoạch trong một bài phát biểu tại Madison, Wisconsin. Ông cho rằng có quá nhiều người Mỹ đang cảm thấy căng thẳng về các khoản vay học phí từ thời sinh viên. Tổng thống Biden nói, ngày nay có quá nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đang phải gánh những khoản nợ khổng lồ bền vững để đổi lấy tấm bằng đại học. Đó là lực cản đối với nền kinh tế của chúng ta. Giờ đây, nhờ những gì chúng tôi đang làm, khoản nợ đó sẽ không còn cản trở bạn nữa. Nhà Trắng cho biết kế hoạch mới sẽ giúp giảm nợ học phí cho hơn 30 triệu người Mỹ. Theo kế hoạch, 23 triệu người đi vay sẽ được xóa khoản lãi tích lũy, 4 triệu người được xóa toàn bộ khoản nợ và hơn 10 triệu người được giảm nợ ít nhất $5,000 mỗi người. Đây là nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm hỗ trợ những người phải vay nợ để học đại học sau khi tòa án tối cao bác bỏ kế hoạch ban đầu của ông Biden là xóa khoản nợ lên tới $20,000 cho khoảng 43 triệu người đi vay đủ điều kiện. Ông Biden cho biết phán quyết của tòa án tối cao và sự phản đối của Đảng Cộng hòa đã buộc chính quyền của ông phải tìm những cách thay thế để giảm nợ học phí đại học cho người dân. Những người phản đối cho rằng không phải người Mỹ nào cũng chọn con đường học đại học. Vì vậy, sẽ là bất công khi buộc những người Mỹ làm lụng chăm chỉ để đóng thuế phải trả nợ cho những người đi học đại học. Năm ngoái, ông Biden đề xuất xóa hơn $400 tỷ nợ sinh viên nhưng bị tòa án tối cao Mỹ phản đối. Tòa án này cho rằng ông đã đi quá thẩm quyền và nên tìm kiếm sự phê chuẩn đặc biệt từ Quốc hội. Một quan chức cấp cao của chính quyền nói rằng kế hoạch mới sẽ hoàn toàn nhất quán với phán quyết của tòa án sau khi Nhà Trắng đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Mới đây, nhà báo David X thuộc chuyên mục quân sự của tạp chí Forbes của Mỹ cho biết do sự yếu kém của phòng không Ukraine, các phi công Nga đang tấn công các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine từ khoảng cách gần hơn nhiều mà không hề lo sợ cho bản thân. Theo chuyên gia X, trong những ngày gần đây, Nga chủ yếu sử dụng bom lượn có cánh để tấn công tầm xa, nhưng việc lực lượng phòng không Ukraine đang trong tình trạng thiếu đạn dược và những khoảng trống lớn trong phòng thủ đã cho phép không quân Nga bay gần hơn đến các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Chuyên gia X viết, bây giờ một số máy bay chiến đấu của Nga bay gần tiền tuyến hơn nhiều và tấn công bằng tên lửa tầm ngắn. Ông lấy ví dụ từ một đoạn video được quay ở ngoại ô Chasovia, trong đó máy bay tấn công Su-25 của Nga tấn công các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine từ độ cao thấp. Việc thiếu đạn pháo và tên lửa phòng không đã trở thành vấn đề chính đối với lực lượng đồn trú Ukraine tại Chasovia. Trong bối cảnh đó, Nga cũng tăng cường tấn công vào các mục tiêu ở các thành phố lớn của Ukraine, buộc Kiev phải tập trung phòng thủ gần các mục tiêu đó, làm lộ mặt trận. Chuyên gia X cảnh báo, những khoảng trống này sẽ tăng lên khi nguồn đạn phòng không cạn kiệt. Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường sử dụng bom lượn ở Ukraine. Các binh sĩ Ukraine chia sẻ, tác động từ các cuộc tấn công bằng bom lượn của Nga gây ra sức tàn phá khủng khiếp và gây ám ảnh cho họ. Bom lượn là loại vũ khí tầm xa lớn. Không giống bom thông thường, chúng được trang bị các bộ dụng cụ có bề mặt bay cho phép chúng lướt tới mục tiêu. Tính năng đó cho phép máy bay Nga bay ở khoảng cách tương đối an toàn với lực lượng phòng không Ukraine. Sau khi phóng, bom lượn có thời gian bay ngắn, khó theo dõi và khó bị bắn hạ. Nga đã sử dụng loại vũ khí này kể từ năm ngoái và tăng cường sử dụng trong vài tháng trở lại đây. Hồi tháng 2 năm nay, Moscow tấn công bằng bom lượn quy mô lớn để áp đảo phòng thủ kiên cố của Ukraine và giành quyền kiểm soát thành trì Avdiivka. Giới chức Ukraine cho biết chỉ trong vòng 6 ngày từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3, Nga đã thả khoảng 700 quả bom lượn xuống Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói, Nga đang tăng cường sử dụng lợi thế này trên chiến trường. Ông nhấn mạnh rằng, cách thực sự duy nhất để đối phó với các cuộc tấn công này của Nga là bắn hạ máy bay thả bom lượn, song đòi hỏi Ukraine phải có đủ số lượng hệ thống phòng thủ hiện đại ở mặt trận. Ngoài ra, một lựa chọn tiềm năng khác là cố gắng hạ gục các máy bay này trên mặt đất. Mạng lưới phòng không của Ukraine đang bị dàn mỏng ở các khu vực phòng thủ ở tiền tuyến, các trung tâm dân sự cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự. Khi Nga tăng quy mô, số lượng và cường độ các cuộc tấn công, bao gồm sử dụng nhiều loại tên lửa và máy bay không người lái,
Ukraine buộc phải ưu tiên bảo vệ một số mục tiêu nhất định. Điều này có thể dẫn đến việc một số khu vực như Kharkov bị tấn công dữ dội trong những tuần gần đây. Khi các cuộc không kích của Nga trở nên dồn dập hơn và viện trợ quân sự của Mỹ vẫn bị ràng buộc tại Quốc hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gióng hồi chuông cảnh báo về tình trạng quân đội nước này cạn kiệt nghiêm trọng đạn dược và các hệ thống phòng không. Ngày 6 tháng 4, trong một cuộc phỏng vấn, ông cho biết Ukraine hiện cần 25 tổ hợp phòng không Patriot để bảo vệ các hạ tầng quan trọng trước những cuộc tấn công của Nga. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, nếu phương Tây tiếp tục chậm trễ viện trợ, Ukraine sẽ buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn về ưu tiên phòng thủ hơn là chuẩn bị cho một cuộc phản công mới hay làm suy yếu năng lực tác chiến của Nga. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi Moscow liên tiếp thông báo đánh bại quân đội Ukraine ở nhiều mặt trận. Nhà phân tích người Anh ông Alexander Mercuric mới đây nhận định, Nga có thể đạt được tất cả các mục tiêu của mình ở mặt trận nhờ nguồn lực vượt trội. Ông nói, trận chiến chính hiện đang diễn ra tại Chasovia. Như tôi đã nói nhiều lần và điều này cũng áp dụng cho những nơi khác đã từng diễn ra giao tranh. Mariupol, Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut, Avdiivka, bất chấp sự phản kháng của Ukraine, kết quả cuối cùng không có gì phải nghi ngờ. Tôi nghĩ điều này chắc hẳn đã rõ ràng. Theo chuyên gia Mercuric, Nga có mọi nguồn lực, nhân sự, pháo binh, bom và máy bay không người lái sẽ cho phép nước này chiếm giữ tất cả các vùng lãnh thổ cần thiết, bất kể phải mất bao lâu. Nhà phân tích kết luận, nếu quân đội Nga quyết định kiểm soát Chasovia, họ sẽ làm điều đó. Nếu họ quyết định đi vòng qua Chasovia để đến Konstantinovka về phía Tây Nam, thì họ cũng có thể. Nếu họ quyết định chiếm Konstantinovka và tiến xa hơn đến Kramatorsk, thì họ cũng sẽ làm được. Trước đó ngày 5 tháng 4, trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin là ông Jan Gagin cho biết lực lượng Nga đã tiến đến vùng ngoại ô Chasovia. Khu định cư này nằm ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, cách Bakhmut 15 km về phía tây. Cố vấn của người đứng đầu DNR, ông Igor Kimakovsky, nói với Sputnik, kể từ năm 2014, địch đã sử dụng thành phố này để luân chuyển quân. Các đơn vị mới từ những khu vực khác của Ukraine được đưa đến đó để tiếp sức cho Ukraine. Việc tiếp nhận các đơn vị quân đội bị vùi dập trong các trận chiến được thực hiện ở Bakhmut, có nghĩa là hai nút giao thông đường sắt này là địa bàn then chốt đối với Bộ Chỉ huy Quân sự Ukraine. Chasovia đã trở thành trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ năm 2014. Chasovia nằm trên một ngọn đồi cách Bakhmut 4,3 dặm về phía tây mà Nga đã kiểm soát vào tháng 5 năm 2023. Phía bên kia Chasovia là Konstantinovka, Kramatorsk và Slavyansk. Theo nhà phân tích quân sự Sergei Polataev, thành phố có vị trí quan trọng chiến lược bởi vì kiểm soát được thành phố này, nghĩa là có thể kiểm soát được khu vực trải dài nhiều dặm xung quanh. Trong những ngày qua, một số khu vực của Nga ở dãy núi Ural và vùng Siberia, cũng như một số khu vực ở nước láng giềng Kazakhstan đã hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Người dân ở thành phố Ort, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau vụ vỡ đê trên sông Ural, đã chỉ trích các quan chức địa phương và cầu cứu Tổng thống Putin. Mưa lũ đã khiến nước sông Ural ở vùng Orenburg, Tây Nam Nga, dâng cao hơn 9 mét gây vỡ đê vào cuối tuần qua. Kết quả hơn 10.000 ngôi nhà ở Ort, thành phố lớn thứ hai trong vùng đã bị ngập lụt và hơn 6.500 người đã phải sơ tán. Nhà máy lọc dầu Ort tạm dừng hoạt động từ hôm 7 tháng 4 để giảm thiểu rủi ro tới hệ sinh thái. Ủy ban điều tra Nga đã mở điều tra về sự cố vỡ đê ở Orenburg với lý do vi phạm các tiêu chuẩn an toàn và cầu thả, cho rằng nguyên nhân vỡ đê là do bảo trì kém. Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở vùng Orenburg. Tỉnh trưởng Denis Paller cho biết đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất xảy ra ở khu vực từ khi bắt đầu lưu dữ liệu về các vụ thiên tai. Ngày 8 tháng 4, hàng trăm người dân đã tụ tập bên ngoài văn phòng thị trưởng Ort, bất chấp công tố viên cảnh báo không nên tổ chức biểu tình và dọa sẽ tạm giữ hành chính những người vi phạm. Trong video được đăng tải bên các trang tin tức địa phương, người biểu tình đã liên tục hô lớn "Ông Putin hãy cứu chúng tôi" và kêu gọi thị trưởng Vasilin Kozupitsa từ chức. Họ cũng yêu cầu chính quyền hỗ trợ nhiều hơn cho các gia đình phải sơ tán. Hai ngày trước khi đề vỡ, thị trưởng Kozupitsa đã tiến hành thị sát khu vực và cho rằng không có nguy cơ nào, mặc dù đã có thông tin cảnh báo về việc nước sông Ural dâng cao. Ngày 3 tháng 4, trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Kozupitsa viết: "Người dân không sợ cảnh lũ lụt, chúng tôi nhớ tới những lần Ort hứng chịu lũ lụt mà chưa có đê, khiến những ngôi nhà trên phố Nabezhnaya bị nhấn chìm, hiện không còn mối đe dọa như vậy nữa." Thị trưởng Kozupitsa đã từng đối thoại với đám đông biểu tình khi mọi người than phiền về việc phải tự mua thuyền và tự bảo vệ cho người thân cũng như gia súc của họ. Tuy nhiên, chiếc loa mà cảnh sát đưa cho ông Kozupitsa bị hỏng
nên ông đã mời một số người đại diện vào trong tòa thị chính để nói chuyện với tỉnh trưởng Paller. Điện Kremlin cảnh báo rằng mực nước ở một số khu vực đang tăng nhanh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho tỉnh trưởng Tiumen và Kuga lân cận chuẩn bị cho kịch bản nước dâng cao và lũ lụt. Ông Peskov nói thêm, Tổng thống Putin hiện không có kế hoạch đến thăm các vùng bị lũ lụt.